Huyện Yên Mỹ đã ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2. Hưng Yên trở thành tỉnh thứ 13 trên cả nước xuất hiện ổ dịch. Từ 14 giờ ngày 9 tháng 2, chính thức phong tỏa xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Theo kết quả truy vết bệnh nhân 2060, 2062 và 2063 có lịch trình di chuyển phức tạp, rộng khắp địa bàn xã Yên Phú, nên sẽ phong tỏa toàn bộ xã Yên Phú, đặc biệt với hai thôn Từ Tây và Từ Hồ là nơi các bệnh nhân sinh sống và làm việc. Huyện Yên Mỹ đã thành lập 8 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào xã Yên Phú. Đối với các đường ngang, lối tắt sẽ dựng hàng rào chắn cấm đi lại trong thời gian phong tỏa. Bên cạnh đó, huyện Yên Mỹ cũng đã lên phương án thành lập các điểm cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, đồng thời hỗ trợ các vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn cho tất cả các hộ gia đình. Quan điểm của huyện Yên Mỹ phòng chống dịch thì phải khẩn trương, quyết liệt, nhưng mà vẫn bảo đảm cái cuộc sống, duy trì cái sinh hoạt bình thường của người dân, nhất là cái việc đón Tết. Tất nhiên, cái việc đón Tết trong cái tâm thế là đang phòng chống dịch thì nó cũng sẽ khác. Đối với các cái địa phương trong huyện Yên Mỹ mà chưa có phát hiện cái ca lây nhiễm thì cũng nâng cao cái mức độ phòng chống dịch lên một cấp. Trong buổi chiều, huyện Yên Mỹ đã cử đoàn công tác tới khảo sát thực tế tại khu trung tâm trường mầm non Yên Phú, lên phương án xây dựng khu cách ly tập trung tại đây trong trường hợp số lượng F1, F2 tăng, hai khu cách ly tại trung tâm y tế huyện và ban chỉ huy quân sự huyện bị quá tải. Cũng trong hôm nay, xã Yên Phú phối hợp với cán bộ y tế thành lập các tổ lưu động vào thôn xóm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại địa phương. Chúng tôi đặt ra 3 cái nhiệm vụ trọng tâm. Một là truy vết nhanh và khoanh được các cái đối tượng có tiếp xúc với cả các cái bệnh nhân này, ổn định tình hình cho nhân dân, đảm bảo được cái tình an ninh chính trị đấy, để kiểm soát tốt được toàn bộ các cái vấn đề trong nội bộ của địa phương. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các biện pháp ứng phó, xã Yên Phú cũng tập trung công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh, nhưng cũng không gây hoang mang dư luận.